Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ chia sẻ cho quý vị một cái món ăn ngon, đơn giản, dễ làm. Mà trong những ngày mà chúng ta ăn cơm hơi ngán chút xíu cái gì đó, thì ta muốn đổi bữa trong những cái bữa cơm ở gia đình mình á đó. Đó, thì bữa nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị cái món đó là món bún gạo xào chay. Chỉ làm thì cũng nhanh thôi, khoảng nửa tiếng là xong cái dĩa này quý vị. Nhưng mà để làm như thế nào để cái bún mình á nó không bị dính nè, rồi những cái phần nguyên liệu nó thấm gia vị và nó ngon hấp dẫn, thì mời quý vị vào bếp để thực hiện với cái món ngon tại nhà, cái món bún gạo xào chay. Thì nguyên liệu thì đơn giản dễ tìm và đặc biệt là rất là đầy đủ chất dinh dưỡng nha quý vị. Đó, màu sắc thì hấp dẫn và bắt mắt luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng thực hiện nha. Thì bữa nay mình sẽ thực hiện đây là chỉ một tô thôi nha quý vị. Một tô một người ăn thôi. Đó là mình có chuẩn bị ở đây là khoảng 9 cái nấm. Nấm hương đó quý vị. Hay nấm đông cô á. Cái này là loại khô. Mình ngâm cũng khoảng nửa tiếng rồi nè. Đó, mình xả qua máy nước rồi đó quý vị. Chứ không thôi quý vị ngâm một chút xíu là nó có màu hơi ấy, ấy rồi. Rồi còn cái nguyên liệu khác thì đây là mình có củ hành tím nè. Cà rốt nè, 1 phần tư củ cà rốt. Cải, một vài cọng cải ha. Bún thì mình mua bún sẵn, người ta để sẵn trong bọc rồi nè. Cái này là được khoảng 2 tô quý vị. Đó, ngoài ra thì hành ngò. Đó, đầy đủ rồi. Giờ chúng ta bắt đầu làm. Trước tiên chúng ta sẽ rau cải thì chúng ta mua về, chúng ta rửa sạch với nước muối hết quý vị. Cải này thì mình sẽ cắt ra thành những cái đoạn vừa ăn. Rồi mình để nó qua bên đi. Cà rốt cũng vậy luôn. Thì 1 phần tư thì mình cũng canh thành những cái đoạn vừa ăn luôn. Rồi bây giờ mình xắt thành những cái miếng mỏng ra ha. Rồi sau đó thì mình sẽ, sau khi mà các bạn xắt thành những cái miếng mỏng ra hết rồi, thì mình sẽ xắt xắt cái dạng sợi đó quý vị. Nếu quý vị mà có cái bàn chắn á thì chúng ta chắn ra nó cộng nó sẽ đẹp hơn ha. Nếu không thì mình xắt sợi gì cũng được. Mình xắt thì cái cộng nó hơi to to hơn chút xíu đó quý vị. Rồi mình để nó qua bên đi. Rồi tiếp theo là hành lá. Nếu quý vị nào không ăn được hành lá thì mình sử dụng ngò hay quý vị. Hành lá thì mình cắt đoạn khúc khúc đi. Rồi củ hành tím. Củ hành tím để mình phi á, nên mình phải đập dập dập rồi mình mới băm ra. Băm nhuyễn ra luôn. Tiếp theo là mình bắt cái chảo lên. Bún này mình mua giờ mình phải trụng lại hả quý vị. Mình trụng lại cho sợi bún nó nóng nè. Nó với những cái cọng bún á, nó sẽ không có dính vào nhau. Các bạn thấy ít gì á, chứ mà mình trụng ra một lát là được khoảng 2 tô á. Thì mình sẽ sử dụng một nửa ra nghe quý vị. Một nửa thì mình để vô tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì lấy ra trụng lại rồi mình ăn tiếp. Mà lúc trước thì mua ở chợ mấy cô bắt sẵn không à, về là mình nhiều khi mình ăn luôn, mình không có trụng lại. Rồi bây giờ thì mình đem để ra tô nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình bắt thêm một ít nước lên nữa ha quý vị. Lần thứ hai là để cái nấm này nè. Nếu quý vị mà không sử dụng nấm thì chúng ta cũng có thể sử dụng đậu hũ ha. Còn mình sử dụng nấm thì tại cái loại nấm này nè, để mình khử bớt mùi á. Nấm khô thì cũng đỡ mùi quý vị. Nấm tươi thì nó mùi rất là nặng. Nên mình để vài gốc hành vô. Hoặc là củ hành á. Mình chần sơ qua cho nó bớt mùi hết quý vị.
Nhiều quý cô chú anh chị không có thích cái mùi á, nên mình chần sơ qua cho nó bớt cái mùi. Rồi mình chần sơ khoảng 1 phút, 1 phút rưỡi rồi mình mới lấy ra là được rồi. Những cái nấm giờ rất là hấp dẫn ha. Rồi mình để cho nó nguội nguội lại chút xíu. Rồi cái phần chân nấm nè, chân nấm này thì mình cắt bỏ hết quý vị, tại vì nó rất là dai. Thì một số món thì có sử dụng cái phần chân nấm, nhưng mà đối với mình xào thì mình không có để, tại vì nó rất là dai, mình ăn rất là dai quý vị, nên mình cắt bỏ hết. Nó lúc này các bạn cũng xả lại vài nước rồi chúng ta hãy đem ra chúng ta cắt ha. Rồi nấm này thì nên cắt thành những cái miếng vừa ăn quý vị, tại nó cũng khá là dai, mà các bạn để nguyên một cái nấm như vậy thì ăn nó dai lắm. Rồi thì chúng ta cắt hết và chúng ta rửa lại một lần nước nữa quý vị, còn sót cái nấm nữa nè. Rồi sau khi mà chúng ta đã rửa và để ráo cái phần nấm đó thì chúng ta tiếp tục bắt cái chảo này lên lại và cho một xíu dầu vào, đợi mà dầu nó nóng nó sôi lên đó quý vị, thì chúng ta mới bỏ cái phần củ hành tím vào để mình phi. Nếu không thì mình có thể sử dụng gốc hành bao rô hoặc là củ kiệu mình phi cũng được. Rồi phi cho nó vàng hơi hơi lên. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái phần nấm vào. Đó, bỏ phần nấm đông cô này vào. Chúng ta xào. Đó, lưu ý là các bạn xào khoảng 10 phút nha, cho phần nấm này thiệt là chín luôn, với lửa nhỏ. Sau đó thì mình sẽ cho một muỗng nước tương vào. Mình xào sơ qua cái luôn hết quý vị. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ cho cái phần củ cải đỏ vào, hay là cà rốt. Thì cái phần cà rốt thì mình xào nhanh thôi, khoảng 1 phút rưỡi 2 phút là được rồi, tại vì nó còn hơi sống sống á, ăn giòn giòn nó rất là ngon quý vị. Rồi sau khi mà xào cái phần củ cải đỏ xong thì mình sẽ bỏ cái phần rau vào. Rồi chúng ta bỏ hết cái phần rau vào hết quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn luôn. Đó, mình thì mình cho 2 muỗng nước tương vào để mình xào cái phần rau này nè. Rồi tiếp theo thì cho 1 muỗng hạt nêm chay từ nấm. Rồi không thể thiếu là 1 muỗng đường hết quý vị. Thì sau khi nêm xong thì mình xào sơ, thì mình sẽ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị với từng gia đình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho hết cái phần bún gạo vào. Thì mình như mình nói ban đầu là khoảng 1 tô hơn quý vị, nó phân nửa phần đó. Rồi bây giờ mình xào lên nha. Nó thì mình trộn cho nó đều cái phần bún và cái phần đồ xào. Để cái lửa nhỏ nhỏ nha quý vị. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cho hết cái khoảng 2 muỗng tiêu. Tại của mình còn ít tiêu á, nên mình cho hết vào là khoảng 2 muỗng quý vị. Cái món này các bạn cho nhiều tiêu vào thì nó sẽ ngon hơn ha.
Rồi để cho nó thơm á thì mình sẽ cho nửa muỗng nước mắm chay vào. Vậy là cơ bản mình đã hoàn thành xong cái món bún gạo xào chay đơn giản với rau củ và nấm. Đơn giản nhưng rất là ngon và hấp dẫn quý vị. Cảm ơn quý vị luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ. Chúc quý vị thực hiện những món ăn ngon. Tuyệt vời.